Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái mẹo tiếp theo trong AutoCAD, đó là làm sao ta có thể trích xuất được một phần bản vẽ ra thành một bản vẽ mới. Tức là chúng ta có thể đưa ra những cái đối tượng, chọn những cái đối tượng chúng ta mong muốn chúng ta trích xuất thành một cái file bản vẽ AutoCAD DWG hoàn toàn là riêng biệt so với cái file gốc của nó, được chưa? Thì ở đây mình đã lấy sẵn một cái file, đó là file biệt thự mẫu. Thì bây giờ mình giả sử như mình muốn tách cái phần ở đây là có cái phần về bản vẽ về cửa, đây chi tiết cửa. Đấy, thì mình muốn tách ra toàn bộ tất cả những cái bản vẽ về cửa này thì làm thế nào? Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái lệnh nó lệnh white block. Thì để thực hiện được cái lệnh này thì mình sẽ làm như sau. Ví dụ như là các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ phải cần để chọn được cái đối tượng, như tất cả những cái đối tượng nào các bạn muốn trích xuất ra xuất ra một bản vẽ mới. Ok, bây giờ đây mình đã chọn được toàn bộ tất cả những bản vẽ về chi tiết cửa, bao gồm bản vẽ vuông tên. Bước số 2 các bạn sẽ gõ lệnh là gì, là vkf white block, chữ V kép và Y block. Ok, lệnh này thì rất là nhiều bạn đã biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nhiều bạn mới bắt đầu thì có thể là còn rất là lúng túng trong cái trường hợp này. Thì tại đây các bạn sẽ lựa chọn tính năng đó là gì? Thứ nhất là sao cái đối tượng các bạn trích xuất ra nó là dạng block này, hay là đối tượng thông thường, hay là dạng object. Như các bạn lựa chọn giữ nguyên vẹn như cái hiện trạng các bạn lựa chọn thì bạn nên lên chọn cái tính năng là object. Base point các bạn sẽ lựa chọn tính năng lựa chọn một điểm tâm bất kỳ thôi, nằm trên cái một nằm trên đối tượng. Ok, city object đấy nhỉ. Nếu như bạn nào mà chưa chọn ngay từ đầu thì có thể chọn lại, ở đây mình đã chọn rồi nên nó báo là gì, 3505 đối tượng. Bạn nào mà chưa chọn thì vui trong bấm vào cái chỗ city object ở đây, bấm vào đây chọn lại nhỉ. Đấy, bấm đây chọn lại. Ok, kiểu như vậy. Ok, chỗ này mà bị thừa chúng ta sẽ giữ shift và chuột phải, giữ shift và quét từ trái qua phải thì nó sẽ, hoặc là giữ shift từ chuột quét từ phải qua trái thì nó sẽ bỏ đi nhỉ. Chọn thêm này, giữ shift để bỏ chọn này. Ok, ở đây mình đã lựa chọn được tất cả những đối tượng chúng ta mong muốn, ấn cách space này. Tiếp theo phần một chút là phần mô tả về đường dẫn này và đơn vị bạn sẽ để thường thường là đối với bản vẽ của bạn để đơn vị gì. Ở đây mình để đơn vị mm. Ở đường dẫn bạn kích vào đây bạn gì ạ? Để vào desktop chẳng hạn. Ví dụ như bản vẽ về chi tiết cửa đi. Chi tiết cửa chẳng hạn. Đấy mình đặt tên cho bài file bản vẽ mới tên là như nào. Cái file website này là cái định dạng phiên bản đời CAD bao nhiêu. Các bạn nên đời 2.4 đi. Để cho tất cả các phiên bản đều có thể mở được. Ok, bây giờ bạn save và nhập OK. Đó. Thì ở đây nó có một cái bảng ở phía góc trên này, nó sẽ chạy loát nhanh cho chúng ta. Cái này thì nó chỉ chạy trong vòng vài giây thôi. Sau khi nó tắt đi xong thì tức là cái quá trình các bạn trích xuất cũng đã diễn ra hoàn thành. Vậy nó rất là đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn có thể mở cái file bản vẽ của mình để desktop này lên. Và đây chính là thành quả của chúng ta. Được chưa? Vậy là chúng ta đã có được một cái bản vẽ mới trích xuất ra từ một cái bản vẽ gốc. Ok. Lệnh của chúng ta là lệnh while block. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này, và nếu thấy hay thì bạn hãy ủng hộ cho mình một cách, đó là nhấn đăng ký vào cái kênh YouTube của mình, cũng như là share và like cái video này. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thủ thuật tiếp theo. Xin chào các bạn.